tên của Linh. Mấy hôm nay ăn ngủ không có đầy đủ, nổi một cục mụn đầy gì rồi, thấy ghê quá. Hôm nay Linh sẽ cho mọi người xem cái một ngày của Linh diễn ra như thế nào ở cái khu vực này nhá. Và quay lại cho mọi người xem phía xa Linh mọi người đang làm gì. Và nếu và Linh cũng sẽ giúp họ nữa. Cho nên mọi người sẽ thấy Linh cũng xuất hiện ở trên cái màn hình này. Đây. Sáng sớm mọi người phải đem máy bay ra khỏi cái raga. Every morning we need to take the flight out of the raga. Everyone help with each other. Not just the staff here, but everyone who join this course want to help, just give a hand. Tất cả mọi người đều giúp đỡ nhau chứ không phải riêng một người nào nha cả nhà. Trong đó có Linh nè, có anh xã Linh, có hai đứa nhóc của Linh. Mà hai đứa nhóc của Linh thì sẽ giúp việc khác. Mọi người sẽ xem và sẽ thấy tụi nó giúp những việc gì ở trong clip này nhé. Anh xã Linh đang đẩy đi đó. Cuộc sống của mình phong phú cả nhà ha. Có nhiều cái mà mình không nghĩ tới đâu nha. Linh cũng không nghĩ tới có một ngày á Linh sẽ tới đây Linh đẩy máy bay đâu. Tại vì mình hồi trước chỉ tham gia có một lần thôi, lâu lắm rồi, năm 2002 lận. Cho nên chỉ tham gia xong rồi lúc đó lạnh quá rồi đi về thôi, chứ không có giúp mấy cái này. Cho nên lần này tới Linh thấy thú vị hơn. As I told you, I have flight once in 2002. But at this time I just flight and then return home. Didn't have done, didn't do anything. But when I come back here in this course, I see I like it more than last time. Buổi sáng này nhỉ, thì mấy chiếc máy bay này như vậy nè sẽ được nối với nhau, và chiếc xe hơi đó, xe ô tô đó sẽ chở cái máy bay này ra ngoài sân bay. Và đây là một cái chiếc máy bay nhỏ khác nha mọi người. Mọi người ai cũng tất bật giúp đỡ nhau hết. Mỗi buổi sáng thì mình đều phải làm như vậy hết. We do it every morning. Everyone has his own task. My youngest daughter is pulling the airplane while my husband is pushing it. And my oldest daughter is removing the extra well while and me am just walking around and recording movie. If you have seen my previous clips, you will know a little bit how we run our day. And if you see the truck in the first movie, I already show it to you. This is the central control, how can say it, central machine to control the white airplane take off and land. Nếu mọi người coi cái clip của Linh á thì mọi người biết là mỗi một người tới đi chơi sẽ có một cái nhiệm vụ riêng. Nói chung là mình thích thì mình làm thôi, chứ không phải là người ta bắt buộc. Nhưng mà mình lịch sự á, và mình trong cái nhóm thì mình làm nha mọi người. Thì con gái Linh á, mọi người coi đầu movie á, thì con gái Linh nó kéo chiếc máy bay, còn ông xã Linh thì đẩy. Còn con nhỏ con lớn á, thì nó tháo cái bánh xe phụ ra. Còn Linh thì đi vòng vòng, Linh quay clip cho mọi người xem. Và mọi người thấy cái chiếc xe bus có cái giống như cái ngôi nhà ở trên, nó là chỗ để điều khiển. Linh tự nhiên Linh quên tiếng Việt mà cũng quên tiếng Anh luôn. Cái điều khiển cái đường lên xuống của máy bay. Nói chung là mọi người đều nhiệt tình lắm, nhiệt tình tham gia vào làm. Giống như là
À, giống như là cái nhiệm vụ của mình rồi đó cả nhà. Nói chung là mình thấy mình thích lắm. Mình cảm thấy mọi người đều không phải vất vả mà đều hoan hỷ để chia sẻ công việc. Chiếc xe này đạp, sorry, cái máy bay này á, đáp xuống thì phải có chiếc xe như vậy nè, kéo lại để sắp xếp nó lại cho nó thẳng hàng, không cản trở những chiếc máy bay khác. Wow, Linh đứng đây Linh quay mọi người kéo không thấy cái cánh này. It's okay. Đó, sắp cho đứng ngay hàng thẳng lối lại. Đây là một cái em trong khóa của Linh, chưa phải con Linh. Con Linh Linh nó còn nó đòi đi đó chứ, nhưng mà nó lại đây nó hơi sợ sợ, thì nó để cho bé này đi trước rồi nó mới đi. Before the flight take off, we need to connect it to this cable. And this one here, have to connect it to here. Trước khi mà máy bay bắt đầu bay thì mình phải cho nó vào sợi dây này. Và ở đây là cây dù, this is a parachute. You will see how it works later. Cái này là Linh làm để cho mọi người coi thôi, chứ cái này nó nặng lắm nha mọi người, nặng lắm nha các nhà. Nhưng mà làm thì vui, giống như mình tập thể dục thôi. Sao không cho? Je hebt het andere kant nodig, hè? Aan de andere kant toch? Nee, je hebt dat stukje ja, nodig. Oké. Okay. Nee, even laten eerst. Nee, je bent nog niet. Ze zijn. Nee, nee, ze zijn hier. Of alleen aan deze kant komen. En zij moet zeggen wat ze hebben wil. Ja, yeah, I know it. I have to ask him. Her. Mình phải hỏi có sợi dây màu đỏ và màu đen, mình phải achter. Hỏi cái lên 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 lên. Achter. Okay, I see it. Hij is dicht. Hij is dicht. Oké, fijn. Wacht, wacht, wacht. Niet, niet hier. Kijk, want als je er nu aan trekt, dan klapt dat ijzer er tegenaan. Nee, hier, Lin. Je kan, maar je kan hier zo, hier kun je hem ook pakken, hè? Yeah. Nee, 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 deze kant. Deze kant, waarom? Want die kant is niet zo sterk. Nou ja, als ze zover is. Ja. Niet daar, niet daar, niet daar, niet daar. Niet daar, maar vast. Hier zo. Ja. Hand omhoog. Even kijken of de baan vrij is. Mình chưa có xong đâu mọi người coi đó, chiếc xe tải bắt đầu kéo cái sợi dây đó.
và mình phải chạy về và mình phải đợi cái máy bay bay thiệt là cao. We need to wait to see the to check the airplane is everything goes right or not, and if the flight is okay, you will see they will take the cable out and the cable falls down. Khi mà chiếc máy bay nó chắc chắn an toàn rồi đó thì bắt đầu người ta thả cái sợi dây xuống đó, mọi người thấy không? Là mọi người thấy hơi bị xa, nó hơi khó, nhưng mà có thể hình dung được là cái sợi dây đó rớt xuống cùng với sợi dây, cùng với cái dù nó bung ra. Chứ nếu mà không á thì là nó sẽ bị rớt cái bịch xuống, lỡ mà xuống đầu người ta là sẽ đau lắm đó. Và mình phải đứng đây mình chờ cái chiếc xe tải mọi người. Cái chiếc xe tải nó phải chớp chớp á thì tất cả là mới ok thì mới cho một cái chuyến bay khác.